ta có được những chương trình học tập online thì nó không những chỉ là cái rèn luyện cho các em học sinh về cái kỹ năng đâu, mà còn là một cái cơ hội để cho các em có thể tiếp cận được với cái tri thức nó tốt hơn rất là nhiều. Mà giới trẻ con em của chúng ta phải học tập, bổ sung và sở hữu các kỹ năng công nghệ để mà thích, có thể thích nghi được với cái môi trường học tập số. Và cái kết quả của sự chuyển dịch này sẽ tạo ra một cái thế hệ có năng lực kỹ thuật số cao nhất từ trước đến nay ấy. Mình có thể gọi đây là cái thế hệ sẽ thay đổi thế giới bằng công nghệ trong tương lai. Phần này mình có thể nói là thật sự là cha mẹ cũng cần học thêm để hiểu những cơ hội thách thức của ngành và để định hướng cho con. Không phải ai cũng đã hiểu và biết rất là rành và tự định hướng cho con được. Tôi dạy niềm đam mê cho con này, tạo ra sản phẩm này, kỹ năng mềm mà. Đặc biệt là với coding thì sẽ là tư duy logic và đối với multimedia sẽ là tư duy thiết kế. Đây là những cái tư duy mà trong cái thời đại hiện tại và trong tương lai, chắc chắn trong tương lai, trong cái việc học và trong cái công việc của các con ấy thì mình đều cần phải có. Có nghĩa là các con đều cần phải có là tư duy logic này, tư duy thiết kế này, và còn những cái tư duy khác, tư duy sáng tạo nữa. Nhiều lắm, mình có thể thông qua nhiều cái bộ môn, nhiều cái tiếp cận để mà mình có thể phát triển các tư duy này cho con.